Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Thì hôm nay mình có đến nhà vườn của anh Văn Thu nha quý cô chú anh chị em. Có một số dòng hoa giấy giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Đặc biệt trong vườn thì cây tuyển chọn những cái mặt hàng VIP cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Giá cả thì quý cô chú anh chị em mình tham khảo nha. Sau đây gặp anh Thu để báo giá từng mã cho quý cô chú anh chị em mình. Tất cả cây đều bao phí ship. Đây là cái lô cẩm thạch tím siêu bông quý cô chú anh chị em, có rất là nhiều size ha. Từ size nhỏ cho tới size lớn và cũng rất là nhiều giá. Đặc biệt thì trong vườn có một cái hai size, cái mẫu của dù quý anh chị em, cẩm thạch tím siêu bông đặc biệt VIP nha. Đó, quý cô chú anh chị em mình muốn lấy sỉ hoặc là sưu tầm để mà về mình trang trí á, thì cứ liên hệ với số điện thoại Zalo của anh Thu nha quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay kênh được đến vườn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo nha. Lô này số lượng nha. Ở đây là một cái lô phơm lùng, nó có hai phơm quý anh chị em. Đó, cực kỳ đẹp quý anh chị em. Ngoài những cái phơm dù thì trong vườn anh còn có rất là nhiều mẫu nha quý cô chú anh chị em. Từ những cái cây tai cành chi, phân chi rất là đẹp luôn. Rồi, mình không để chờ đợi lâu, mình sẽ gặp anh Văn Thu để báo giá từng mã cho quý cô chú anh chị em mình lựa chọn nha. Rồi anh chào anh. Rồi, chào, chào anh. Chào cô chú anh chị em. Hôm nay là nhà vườn hoa giấy Văn Thu có lên vài mẫu hoa giấy siêu bông. Đây là địa chỉ, đó là xã Long Hưng Nga, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại là 0764309162. Số này cũng là số Zalo luôn. Cô chú anh chị em xem là được ủng hộ cây nào thì thông qua số điện thoại rồi nhà vườn sẽ tư vấn kỹ hơn. Và để không mất thời gian để tiếp tục lên cây mã số đầu tiên, đó là tiểu Ấn Độ ha. Tiểu Ấn Độ cái dòng này là nó siêu bông luôn mà nó đổi màu rất là đẹp ha. Nó tán ngang. Tán ngang nó 60. Và chiều cao nó là tới 90. À, hoành này hơi nhỏ nha cô chú anh chị em, nhưng mà nó bông rất là đẹp. Hoành này nó chỉ có 10 thôi. Và giao lưu cây này là 230k. Bông nó rất là đẹp ha. Rồi, để không chờ lâu lên một cái mã số 2 tiếp. Số 2 thì cây này là cũng là tiểu Ấn Độ luôn. Hai cây này một cặp. Hai cây là một cặp luôn. Cô chú anh chị em nào lấy một cặp thì tất nhiên là vẫn là đúng cây luôn. Còn mua lẻ thì cũng vẫn tính lẻ luôn. Đây là tán ngang nó là 80. Cao của nó là cao nó 90. Hoành này cũng tương đối cô chú anh chị, hoành này cũng 10. Này một cặp là hết ý luôn. Thì giao lưu cái này là cũng 230k. Này là mã số 2. Rồi số 3. Số 3 thì bây giờ là cây tím tiết. Cây tím tiết nè cũng dòng siêu bông. Lá xanh anh chị. Rồi. Cái này là tán ngang là 85. Là cao của nó là cũng 85 luôn. Hoành của nó 13 cô chú anh chị. Và cái này cũng giao lưu là 250k, tàn phơm rất là đẹp luôn. Dòng này là nó lâu tàn siêu qua luôn. Rồi, tiếp tục mã số 4A4. Cây này là Zetbia. Zetbia luôn. Zetbia siêu bông, siêu bông luôn, bông đỏ rực luôn, không thấy lá luôn. Nó chiều cao nó là tán ngang nó 60. Cao của nó là 78. Hoành của nó là 21. Thì giao lưu cây này là 230k luôn. Này về là chơi rất là đẹp luôn. Lâu tàn. Rồi, để lên cây tiếp là cây số 5. Số 5 thì bây giờ cẩm thạch tím tia, cẩm thạch tím siêu bông. Cây này về quý anh chị em mình chơi hai mâm được nha. Cái này là hai mâm đó nha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà thích hai mâm nữa là tất nhiên vườn vẫn có. Nhưng mà cái hàng sau là chậu lục giác. Và cây này là chiều tán ngang của nó. Ngang của nó là 60. Cao của nó là 75. Hoành. Hoành của nó là 26. Rồi. Và giao lưu cây này là cẩm thạch tím siêu bông này là 250k. Rồi mã số 6. Mã số 6 thì cái dòng này là cẩm thạch. Cẩm thạch, cái này là cẩm thạch hai màu ha. Hai màu. Trắng và tím tuyết của chị em. Củ đế sạch luôn. Thì cái này là ngang của nó là 63. Là chiều cao của nó là 65. Hoành của nó là 22 ha. Củ đế sạch luôn. Búng giận luôn, bông đều rất tàn luôn, lâu tàn. Rồi, giao lưu cây này là 270k. Rồi, cẩm thạch hai màu. Siêu đẹp quý anh chị em. Rực rỡ. Rồi. Cái tiếp nữa là mã số A7. Này cẩm là thạch. Cũng cẩm thạch. Nhưng mà cái dòng này nó nhiều màu hơn. Cây này là tới 6 màu. 6 màu.
tán ngang của nó là 62, chiều cao của nó là 55. Hoành hơi nhỏ cô chú anh chị, nhưng mà nó tới 6 màu, hoành nó 15 ha. Nhưng mà củ đế rất là sạch, bông chơi lâu tàn luôn, 6 màu. Thì những cái mặt hàng nào mà vườn qua giấy doanh thu nói màu đó thì không có nói rõ hơn về vấn đề màu, nhưng cô chú anh chị em nào liên hệ nó rồi tư vấn sẽ nói ra từng màu và sẽ chốt cây. Và số điện thoại 0764309162. Rồi giá mã số luôn anh. Rồi giá cây này là 300k. Rồi, đây là cái tiếp tục là cái mã số 8. Mã số 8 đây là tiết nhiều màu. Giao lưu với anh em là cái này là chiều tán ngang nó là 60 và cao nó là 58, hoành nó là 16. Đó, cái này là giao lưu với anh em này là 350k. Cây đẹp luôn, siêu bông luôn, gốc đế không có chày xước gì hết. Rồi, đó cây luôn. Rồi, và kế tiếp nữa là cái mã số số 9. Lô này thì ghép 5 màu nha quý anh chị em. Tiếp theo. Dạ, tiếp theo là cái mã số 9. Mã số 9 này là một màu siêu bông. Nó gồm cái này là cẩm thạch tím tiết siêu bông. Nó tán ngang nó là 50 ha. Và chiều cao của nó là 70. Và hoành của nó là 10 19 ha. Rồi, cái này là giao lưu với anh em là 400k ha. Này là siêu bông luôn, cẩm thạch tím tiết, gốc cây chậu lục giác rất đẹp, một rễ quý anh chị em thành phẩm rồi nha. Đây đế nè, rất là quái luôn. Rồi đỡ cây luôn à. Rồi, mã số 10. Rồi, này là mã số 10. Mã số 10 dòng cái này là cây này là tím pháp. Cái này là tím pháp. Cái này là bông cũng là dòng bông nó cũng là rất là siêu hoa ha. Đây tán ngang để đo ngang của nó coi là chiều ngang của nó là 70 và chiều cao của nó là 72. Củ đế rất là lắc léo luôn, đẹp luôn, sạch luôn. Hoành của nó là 23 ha. Cái này giao lưu cái này là 400k luôn. Này anh em về chơi xong là chậu phân là có sẵn vậy luôn, củ rất là đẹp luôn. Này là bao ship ha, hàng bữa nay là bao ship hết. À. Rồi. Rồi cho em lên cây khác. Mã số 11 quý anh chị em. Cái này là mã số 11. Cây này là ghép nhiều màu tiết, này là trong đây là 5 màu tiết. Thì anh chị em nào nữa muốn đặt hàng đó là nữa tư vấn kỹ về màu nào. Còn bây giờ là 5 màu tiết. Giờ tiến hành đo đó là tán ngang nó là 72. 72 ha. Chiều cao của nó là 65. Và hoành của nó là tất nhiên là 21 ha. Cây này là tiết nhiều màu nha. Cái này giao lưu với anh em nó là 450k. À, bao sóng bao ship luôn. Cây phơm tàn rất đẹp quý anh chị, rất đẹp, rõ bông, sạch đẹp luôn. Đó, anh em mình tham khảo và có gì liên hệ. Rồi để tiếp tục nữa là lên cây kế tiếp. Mã số 12. Rồi, cái này là mã số 12. Mã số 12 cây này là dòng lửa nha. Cái này là 5 màu lửa. Thì bây giờ là vườn mình nói là chỉ là 5 màu là 5 màu, 6 là 6, nhưng mà nữa anh em nào liên hệ lại rồi bắt đầu là tư vấn kỹ màu nào. Đó. Cái này là tán ngang nó là 60. Cao nó là từ đây là tới 80 anh chị em ơi. Và hoành của nó là 16. Là cây này là 5 màu lửa, này giao lưu với anh em là 450k. Cũng rất là đẹp luôn, lâu tàn luôn, siêu hoa. Vườn mình là dòng siêu hoa không à. Rồi, để em lên cây kế tiếp. Rồi, cho lên một cái cây. Này là giống, này là một màu nguyên bản. Mà phụng hoàng lửa giống mới, cái này là phụng hoàng lửa. Ha. Phụng hoàng lửa. Này tán ngang của nó là 80 cô chú ơi. Và cao của nó tới 87. Hoành cây này hơi nhỏ ha, nhưng mà nói chung là một nó tán ngang với củ đế đồ sạch đẹp luôn. Nó hoành mới 19. Thì cây này là giao lưu là 500k, cái này là phụng hoàng lửa. Bông rất là đẹp luôn, tím sen luôn. Cực. Rồi, cây này ha. Rồi, cây tiếp. Kế tiếp thì cây này, đây sửa lại rồi.
Cây này là tiết nhiều màu ha. Tiết nhiều màu. Cây này là tiết nhiều màu mà trong đây đó là cây này là tới 7 màu cô chú anh chị em ơi. Tán ngang của nó là tới 80. Chiều cao nó là tới 85. Phơm tàn siêu đặc của anh chị em. Hoành của nó tới 30 cô chú anh chị em ơi. Và cây này là giao lưu này là 7 màu lửa ha. Này giá bao ship luôn là 650k. 650.000 cho cây 7 màu anh chị em. Rồi. Bao ship luôn. Rồi. Đem xuống. Tiếp theo mã số 15. Rồi, cây này mã số 15. Ha. Và cây này là cũng là nhiều màu mà cây này là 6 màu nha. 6 màu. Là cũng ghép 6 màu tiết luôn. Để đo nó là tán ngang nó coi. Ừ, tán ngang nó tới 75 cô chú ơi. Và chiều cao nó tới 90. Hoành của nó tới 26. Rồi, cây này giao lưu này là 6 màu tiết ha. Cái này là giao lưu là 600k. À, 600.000 ha. Rồi để xuống lên cây khác. Rồi, một cái cây là mã số A16. Kế tiếp tục. Đó là cái cây này là cẩm thạch pin bát ha, cẩm thạch pin bát. Dòng này rất là đẹp. Này là siêu hoa nhưng mà bông cái này nó đang rộ nhưng mà nó cũng đang có bông non. Tán ngang là 60. Là cao nó là 70. Hoành của nó 17 ha. Cây này là cẩm thạch pin bát, gốc đế sạch đẹp luôn. Cây này là giao lưu là 500k. Rồi. Rồi cây 18. Mã số 18. Đây. 18 đây. Đây. 18 đây, một cây tím tiết. Tàn form rất là đẹp luôn. Tím tiết siêu bông luôn, bông này là lâu tàn nhất. Đẹp luôn, tán quá dữ luôn rồi. Tán tới mà tán 80. Phơm tròn quay và đang phun bông đó chị em. Tháng 80 luôn. Cao này là cao tới 90 luôn. À, hoành này 15. Đây là tím tiết siêu bông. Ha, giá này bao sống bao ship luôn 700k. Ha, củ đế sạch đẹp luôn. Đế nơm của anh chị em. Đế nơm cao, cây VIP ha. Mã số 18 tiếp theo, mà quay trở lại là mã số 17 của anh chị em. Do nhảy mã ha. Số 17, rồi. Số 17. Và đây là cũng là tím tiết, là cũng một cặp nó, nếu mà anh chị em nào mà cô chú anh chị em nào mà thích thì một cặp nó là vẫn là chuẩn luôn. Còn mua lẻ cũng vẫn là cũng tính lẻ luôn. Là chiều cao của tán ngang nó là 80. Cao nó là tổng nó là 90. À, hoành nó 20. Và cây này là 700k, bao sóng, bao ship tới nhà. Nó tàn phơm rất là đẹp luôn, siêu bông luôn. Đế cái, sạch đẹp quý anh chị em. Cái này là được một cặp, nếu cô chú anh chị em nào thích một cặp thì chơi rất là đẹp. Còn một cây là cũng đã đẹp luôn. Rồi để tiếp tục lên một cái mặt hàng khác nữa. Mã số 19 quý anh chị. Mã số 19. Mã số 19 cây này là Zepia. Đỏ rất pizza lá xanh quý anh chị. Zepia luôn, những cái mặt hàng vườn qua giấy văn thu hôm nay đưa lên là siêu bông. Những cái mặt hàng siêu bông không? Là ngang nó là 70. À, cao nó là tới 90. À, hoành nó là 22. Cái này là giao lưu với cô chú anh chị em mình, đó là đỏ Zepia. Này là 700k. Gốc đế sạch, bông đang rực luôn. Những cái hàng mặt, những hàng qua giấy của vườn văn thu là đem về là đang là chơi liền được luôn. Chứ không có gì mà chờ ra bông hết. Đây rất là mượt của anh chị em. Rồi. Tiếp theo mã số 20. Là mã số 20. Tím siêu bông. Mã số 20 cái này là cẩm thạch tím siêu bông. Gốc đế Mỹ sạch, tàn phơm. Rất là đẹp. Tàn ngang của nó, tán ngang nó là 75. Chiều cao của nó là 70. Củ đế đẹp luôn quý anh chị em ơi. Cây này là không bị lỗi gì hết. Là cái này là hoành của nó là 23. Thì bây giờ cây cẩm thạch tím siêu bông này là giao lưu nhà vườn văn thu là 1.050.000. Củ đế sạch đẹp luôn.
xây cái lưng bên này anh, đế đặt và rất là sạch quý anh chị em, già ha, không tì vết luôn, rất là đẹp. Cái này cô chú về chơi xong rồi thay một cái chậu nữa là để chơi hoài luôn. Rồi cho em xuống cây này ha. Cái tiếp là mã số 21. À 21. Vẫn là một cây đỏ rất bia lá xanh anh chị em. Một cây rất bia tiếp tục lên nữa là tán ngang của nó 63. Chiều cao của nó là 70. Hoành. Hoành của nó là 20. Củ đế sạch đẹp luôn, bông tàn phơm đều luôn. Rồi, giá này giao lưu cây dết bia này là 700k. Rồi, kế tiếp 22. Rồi một cây nữa, một cây 22 nữa là cây này cầm, cây này dết bia, cây này là lùng lực mà tàn phơm cao hơn cây hồi nãy luôn. Tán ngang nó 70. Chiều cao cái này nó tới 83. Hoành nó tới 27. Rồi cây này vườn Văn Thu là giao lưu, cây này là 800k. Bao sóng bao xếp tới chỗ. Cây rất là lực và đế rất là sạch quý anh chị em. Lô này không tì vết, lô tiễn ha. Nếu mà nhà vườn nói mà bán mà có cây mà thẹo là nói thẹo, không thẹo nói không thẹo. Rồi để tiếp tục lên cây khác. Đây một cái cây này, đây một cây cẩm thạch tím siêu bông, cây này là lực lùng mà tàn phơm hơn luôn. Ngang của nó là 75 và cao 81. Hoành của nó là 24. Cây này nhà vườn Văn Thu là cây cẩm thạch tím siêu bông này giao lưu là 1 triệu. Cô chú anh chị em hợp nhãn liên hệ nha. Đây củ đế sạch đẹp đây, đế không tì vết nha quý anh chị em. Lô này thì tuyển chọn nha, nên cái giá thì quý cô chú anh chị em mình xem lựa chọn những cây ưng ý mình sưu tầm nha, cây VIP nha. Rồi hôm nay mình đại diện 23 mã số của vườn anh Văn Thu. Rồi cuối clip luôn anh ơi. Rồi thôi bây giờ cũng như lần đầu vườn hoa giấy Văn Thu lên vài loại hoa giấy siêu bông, thì cô chú anh chị em xem clip có gì ủng hộ và liên hệ qua số điện thoại 0764309162 ha. Xin phép chào anh TV và cô chú ạ. Rồi thì xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo của nhà vườn anh Văn Thu nha quý cô chú anh chị.